Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Chân dung ba cổ đông góp vốn lớn nhất lập công ty Á Việt thổi giá kit xét nghiệm. Nguồn tin từ Cục Quản lý Dược, Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngoài ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc đầu tư công ty Việt Á, hai cổ đông sáng lập công ty còn lại là ông Đồng Sĩ Huy và bà Hồ Thị Thanh Thủy. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, công ty cổ phần Việt Á, công ty Việt Á cũng có tên cũ, công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ Việt Á, được thành lập vào năm 2007, có trụ sở chính tại 372A trên 8, đường Hồ Văn Huệ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến tháng 10 năm 2009. Công ty này đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần 3, nâng vốn điều lệ doanh nghiệp lên 5 tỷ đồng với danh sách cổ đông sáng lập gồm 3 người: ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc, người đại diện luật pháp của công ty Việt Á, nơi đăng ký thường trú hộ khẩu tại tổ 9, khu dân phố số 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nắm giữ 10,2% cổ phần của công ty này; ông Đồng Sĩ Huy, hộ khẩu thường trú tại 372A trên 8, đường Hồ Văn Huệ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, nắm giữ 5% cổ phần của công ty; bà Hồ Thị Thanh Thủy, hộ khẩu thường trú tại 382 tổ 4, ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nắm giữ 4,8% cổ phần của công ty. Đến tháng 11 năm 2013, công ty cổ phần Việt Á thực hiện đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần 4, kinh doanh trong 71 ngành nghề, vốn điều lệ của doanh nghiệp được tăng lên 10 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của ba cổ đông sáng lập đã không thay đổi. Tháng 8 năm 2015, Việt Á đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần thứ 5, nâng tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp lên 200 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2017, đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần 6, lần gần đây nhất vốn điều lệ của doanh nghiệp được nâng lên 1.000 tỷ đồng. Ông Phan Quốc Việt tiếp tục đảm bảo, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, đồng thời chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú về số 134/3D Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng lưu ý là khi tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng thì tỷ lệ góp vốn của ba cổ đông sáng lập vào công ty Việt Á không thay đổi. Cả ba cổ đông vẫn nắm giữ khoảng 20% cổ phần của vốn doanh nghiệp, như vậy đã có khoảng 800 tỷ đồng được các cổ đông khác đã bơm vào doanh nghiệp. Theo thông tin của chúng tôi, ngoài việc đứng tên người đại diện pháp luật của công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt còn đứng tên đại diện pháp luật cho nhiều công ty khác và nhiều chi nhánh ở các tỉnh, trong đó đáng chú ý là công ty cổ phần Y tế Việt Á, công ty cổ phần đầu tư Việt Á Y Dược 999 và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Việt Á Kinh doanh, công ty cổ phần kỹ thuật Việt Á. Đến nay công ty Việt Á cũng mở hàng loạt các chi nhánh tại thành phố Cần Thơ, Bình Dương, Kon Tum, các điểm kinh doanh huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để kinh doanh. Ngoài ra, bộ ba cổ đông sáng lập công ty Việt Á cũng là ba cổ đông sáng lập của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển kinh doanh Việt Á, có vốn điều lệ là khoảng 200 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, ông Phan Quốc Việt nắm giữ 51%, ông Đồng Sĩ Huy nắm giữ 25%, bà Hồ Thị Thanh Thủy nắm giữ 24%, vốn còn lại là của doanh nghiệp.